cấu tạo cửa thép chống cháy. Bề mặt ngoài được tạo bởi hai tấm thép mạ kẽm độ dày từ 0.7mm đến 1.2mm, phủ sơn tĩnh điện chống hen xị, khả năng chịu lực và nhiệt cường độ cao. Ở giữa là lõi chống cháy được tạo từ chất liệu honeycomb paper hoặc tấm Aeron hai mặt, ở giữa kèm rockwool, bông thủy tinh chuyên dùng để cách âm, cách nhiệt, tạo nên độ cứng và để giảm bức xạ nhiệt của đám cháy truyền qua bề mặt của cánh cửa. Khung xương được làm bằng thép U và thép hợp tăng độ chắc chắn cho cánh không bị cong vênh. Nước sơn được xử lý phốt phát hóa, tẩy dầu mỡ, xỉ sát và giúp bề mặt cửa luôn trong trạng thái tốt nhất, chống chảy xước và cho độ thẩm mỹ cao. Khung cửa làm từ chất liệu thép kháng nguội, độ dày từ 1.2 đến 1.5mm, giúp chịu lực tốt, khả năng bám chắc và giúp đóng mở dễ dàng. Tròn chống cháy có tác dụng bịt kín toàn bộ khe hở giữa cánh và khung bao, khi nhiệt độ tăng ngăn không cho lửa và khói thoát ra ngoài.